Quốc hội khóa 15 đã tiếp nối truyền thống vẻ vang của 14 khóa Quốc hội và tiếp tục có những tìm tòi, đổi mới để đáp ứng được những yêu cầu của thực tiễn, theo hướng tăng tính dân chủ, tăng tính pháp quyền, hướng tới ngày càng chuyên nghiệp hơn và hiệu quả ngày càng tốt hơn. Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội tại cuộc gặp mặt thân tình nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, công chức viên chức người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội đã nghỉ hưu tại Hà Nội. Tham dự buổi gặp mặt có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Trong năm qua, Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc lớn. Nhiều việc đột xuất, quan trọng, phức tạp, cấp bách mới phát sinh nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần quan trọng vào những kết quả chung của cả hệ thống chính trị. Đến nay, Đảng đoàn Quốc hội đã hoàn thành 86 trên 107 nội dung đề án thuộc chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Từ tháng 1 năm 2023 đến nay, Quốc hội tiến hành thành công 2 kỳ họp thường lệ, 4 kỳ họp bất thường. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thành công 11 phiên họp thường kỳ, 1 phiên họp chuyên đề pháp luật, 6 phiên họp khác để xem xét cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung quan trọng cả về lập pháp, giám sát, các vấn đề kinh tế, xã hội, tài chính, ngân sách. Tới nay, Quốc hội đã hoàn thành 114 trên 137 nhiệm vụ lập pháp của cả nhiệm kỳ, theo kế hoạch số 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đạt trên 83%. Đánh giá cao những kết quả đạt được của Quốc hội khóa 15 qua nửa nhiệm kỳ hoạt động, nhất là năm 2023, với rất nhiều sự kiện tiêu biểu nổi bật. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội đều chung nhận định, Quốc hội khóa 15 đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả toàn diện các mặt nhiệm vụ. Cho biết, mỗi khóa Quốc hội lại có những trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị khác nhau. Quốc hội khóa 15, dù mới đi qua nửa chặng đường, nhưng đã kế thừa và phát huy xuất sắc, tiếp tục cộng thêm, vun đắp thêm truyền thống vẻ vang gần 80 năm của Quốc hội. Chia sẻ những lời nói từ trái tim, các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội bày tỏ vui mừng khi Quốc hội ngày càng gần với nhân dân hơn, được nhân dân yêu mến, tin tưởng hơn. Hoạt động của Quốc hội khóa 10 năm qua nửa nhiệm kỳ vừa rồi thể hiện một tinh thần liên tục đổi mới với tinh thần tiến công trên các mảng công việc. Yêu từ Quốc hội cho nên là cũng mừng, cũng được vui nơi thú thực. Và bây giờ sinh hoạt ở khu dân cư thì mình cũng hiên ngang, cũng đằng đằng khí thế, tự hào. Quốc hội vừa thông qua hai cái đạo luật rất quan trọng, đấy là luật đất đai và luật các tổ chức tín dụng. Chúng tôi cho là Quốc hội đã thực hiện một trách nhiệm hết sức cẩn trọng trước cử tri, trước nhân dân và trước đảng của chúng ta. Tôi đã có 27 năm rưỡi hoạt động trong lĩnh vực xã hội ở bên hành pháp và có hai nhiệm kỳ 10 năm hoạt động về xã hội ở bên Quốc hội. Thì tôi thấy cái luật đất đai lần này như một cái lăng kính hội tụ để giải quyết rất nhiều vấn đề xã hội. Bày tỏ xúc động gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, các đồng chí cán bộ đã nghỉ hưu tại Hà Nội trong không khí đón mùa xuân mới Tết cổ truyền dân tộc. Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá sâu sắc và sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp hết sức tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các đồng chí đối với hoạt động của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong suốt thời gian qua, góp phần thiết thực vào những thành công của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cho biết, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 hoạt động trong bối cảnh có những khó khăn, thách thức chưa từng có, nhưng Quốc hội đã kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang gần 80 năm qua, không ngừng nỗ lực đổi mới, phát huy tính dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Đảng ta cũng đã nhấn mạnh nhiều lần, tức là theo hướng là phải tăng cái tính dân chủ, tăng cái tính pháp quyền. Đảng đoàn Quốc hội rồi Thường vụ Quốc hội và anh em chúng tôi, các ủy ban hội đồng dân tộc, các ủy ban, các cơ quan thuộc ủy ban thường vụ, rồi cán bộ công chức của văn phòng cũng xác định với nhau là tiến thêm về phía trước, mà dù là nửa bước thôi cũng rất là khó khăn, nhưng mà không được phép dừng lại và tiếp tục phải tìm tòi, tiếp tục phải suy nghĩ, tiếp tục phải thích ứng với cái điều kiện hoàn cảnh lúc này. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Quốc hội đã trao bức chướng mừng thọ các nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các nguyên đại biểu Quốc hội chuyên trách và cán bộ thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cán bộ công chức, viên chức văn phòng Quốc hội đã nghỉ hưu.